À, kính thưa quý vị, hôm nay ban bác ái Caritas của giáo phận Thanh Hóa đến giáo xứ Kiên Khánh, hay cũng gọi là giáo xứ Thánh Vinh Sơn, nằm trên địa bàn của huyện Thạch Thành, gần thị trấn Kim Tân, để khánh thành và bàn giao cái hệ thống lọc nước cho bà con giáo xứ Kiên Khánh. Ở đây là ngôi thánh đường, ngôi nhà thờ của giáo xứ Kiên Khánh. Ngôi nhà thờ này thì mới được xây dựng vài năm nay thôi. Rồi cha Phêrô Đỗ Trọng Khải, hồi đấy đang còn là cha chính xứ giáo xứ Văn Lung, xây dựng, và bây giờ cha quản xứ đó là cha Đoàn. Cha Đoàn bây giờ đang quản xứ ở đây. Đây là một giáo xứ mới được tách ra từ giáo xứ Vân Lung. Đấy là ngôi nhà thờ. Và giáo xứ Kiên Khánh, ngôi nhà thờ này nằm ngay cạnh cái con sông Bưởi. Con sông Bưởi, bên bờ sông Bưởi. Nhà thờ rất đẹp. Đây là nhà thờ và đây là nhà sứ. Và đây nhà thờ, nhà sứ nằm ngay cạnh bờ sông Bưởi. Đây là con sông Bưởi. Lúc này thì nước đang cạn. Đấy là dòng sông Bưởi đó. Đây, đây con sông Bưởi chạy xung quanh nhà thờ. Đây là sông Bưởi. Và dưới kia là cái thuyền này là của cha xứ mới vừa mua để làm. Đấy, có thể là nhà khách tiếp khách ở dưới thuyền đó. Cho mát. Khách khứa hội họp thì cũng có thể là trên cái con thuyền đó, như là một cái nhà khách hội trường rất là thơ mộng. Đây là nhà sứ, nhà thờ. Hôm nay ban bác ái của giáo phận Thanh Hóa đến giáo xứ Kiên Khánh, hay cũng gọi là giáo xứ Vinh Sơn, để bàn giao cái nhà máy lọc nước này cho bà con của giáo xứ Vinh Sơn. Thì tôi xin được hân hạnh giới thiệu, đứng bên phải tôi đây là cha xứ của giáo xứ Vinh Sơn. Và xin, bây giờ thì xin mời cha có đôi lời giới thiệu sơ qua về giáo xứ của mình, cũng như là cái nhu cầu về nước sạch ở đây nó như thế nào, xin mời cha. Kính thưa cha trưởng ban bác ái của giáo phận Thanh Hóa, con là linh mục Giuse Nguyễn Văn Đoàn, được
đặc trách cái giáo xứ Vinh Sơn này. Giáo xứ Vinh Sơn của chúng con tọa lạc trên thị trấn Kim Tân, huyện Tịch Thành. Thì chúng con gồm có 4 giáo họ, một giáo họ là người Thuyền Chài, một giáo họ ở đây là người Kinh lẫn người Mường, và một hai giáo họ cách đây 10 cây số và 18 cây số, một giáo họ là người Mường và một giáo họ người Kinh nữa. Chúng con có bán kính khoảng 17 cây số. Chúng con ở đây hiện tại, chỗ chúng con ở đây cứ mỗi năm là có một trận lụt, nước nguồn nước ở đây cũng rất là khó khăn cho bà con trong việc sinh hoạt hàng ngày. Chính vì vậy mà con cũng mới ngỏ lời với ban bác ái của giáo phận để xin cái nhà máy lọc nước này cho bà con dùng trong năm. Cũng đặc biệt chúng con khó khăn nhất là trong những ngày lụt lội. Khi mà lụt lội thì nguồn nước rất là khan hiếm, người ta phải chuyển nước từ vùng ngoài về, từ ngoài cái vùng này về. Cho nên chúng con rất là trân trọng, cảm ơn Caritas của giáo phận, đặc biệt là những ân nhân đã chung tay với ban bác ái của giáo phận để giúp chúng con có cái nhà máy nước này, để cho giáo dân chúng con lương cũng như giáo trong cái vùng này có nước sinh hoạt hàng ngày để phục vụ nhu cầu đời sống cho bà con. Lần nữa con xin trân trọng cảm ơn, và con cũng xin mọi người trong giáo xứ cũng cầu nguyện cho những ân nhân để tỏ lòng tri ân đến những ân nhân đã giúp chúng con trong lúc khó khăn như thế này. Con xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn cha. Cha xứ và giới thiệu đây là cái vùng đất mà hàng năm thường cái trải qua những cái trận lụt, và trong cách đây mấy năm thì tôi cũng có đi chống lụt ở nơi giáo xứ Vinh Sơn ở đây. Thì hồi đó là nước là cứ lên đến mái nhà, đến đỉnh nóc nhà của các gia đình đó. Thì đi bơi thuyền ở trên đây thì tôi thấy được cái sự cơ cực của người dân, cũng như là cái nhu cầu về nước sạch. Cho nên cái thác Sanh Hóa cũng rất là trăn trở về cái làm sao để cho giáo xứ có được cái nhà máy lọc nước để cung cấp nước sạch cho bà con được sử dụng, để tránh bớt đi bệnh tật, để bảo đảm sức khỏe cho mọi người. Thì bên Caritas Thanh Hóa đã kêu gọi và tổ chức hội từ thiện Cross Catholic Outreach. Đây là một tổ chức từ thiện của bên giáo hội Công giáo bên Hoa Kỳ đã đứng ra để tài trợ cho chúng ta có được cái hệ thống lọc nước này. Thì đây là cái nguồn nước sống, cái nguồn nước tinh khiết mà từ nay trở đi sẽ cung cấp cho mọi người trong giáo xứ Vinh Sơn của chúng ta, không kể là bà con Công giáo hay là lương dân. Ai có nhu cầu về nước sạch cũng có thể đến đây để lấy nước về để dùng, để bảo đảm cho sức khỏe của chúng ta. Và bây giờ thì xin mời đại diện của giáo dân, xin mời ông các bà có đôi lời. Ông Khánh. Con kính thưa cha, đại diện cho hàng xã, thì chúng con là những người giáo dân ở cái khu vực ngoại đê, thì cũng như cha xứ cũng đã trình bày với cha với đoàn, thì hàng năm chúng con cũng có khoảng 3-4 lần nước vào trên cái mùa lũ, thì cái nhu cầu nước sinh hoạt trong cuộc sống thì cực kỳ là vất vả. Cho nên là cha thì cũng đã đi và cũng đã xin được các tổ chức cũng đã thương đến giáo xứ chúng con, thì cũng không biết nói gì hơn hết. Đây cũng là một cái niềm vui của giáo xứ, thì con cũng xin thay mặt cho cộng đoàn giáo xứ cũng như là bà con nhân dân trong cái vùng ngoại lũ này, hàng năm này, thì xin gửi lời tri ân và cảm tạ đến các cha, các sư cũng như phái đoàn và các nhà hảo tâm đã dành ưu ái cho chúng con có một cái món quà để giữ gìn cái sức khỏe, cũng như là chúng con cũng cầu nguyện thêm cho các nhà hội tâm, các cha cũng như là phái đoàn luôn luôn được mọi sự bình an trong tay Chúa.
con xin như thế nào. Chúng ta nhớ là người ta nói là ăn quả nhất kẻ trồng cây, uống nước như nguồn. Khi chúng ta đến đây dưới nước thì chúng ta nhớ đến công ơn của những người đã làm ơn làm phúc cho chúng ta, đã cầu nguyện cho những người ân nhân nhé. Và bây giờ thì xin chúc mừng giáo sư có nhà máy lọc nước nhé. Đây là cái hệ thống lọc nước công suất lớn, nên là cả 1.000 lít giờ cả, nên là phục vụ được rất là nhiều người. Đó là trục bình đó, trục bình đó. Sạch tuyệt đối. Sạch tuyệt đối nước tinh khiết á. Uống vào cái nước, uống cái nước này vào là nó trẻ ra thêm 10 tuổi nữa không ạ? Vâng, da dẻ hồng hào. Người già thì trẻ lại, người có bệnh thì được khỏi luôn. Đen thì trắng da. Người đây là cái hệ thống lọc nước cỡ lớn. Công suất là 1.000 lít giờ. Và thưa quý vị, bên đây là bên trong của nhà thờ giáo xứ Thánh Vinh Sơn. Đấy. Bên ngoài nhìn cũng đẹp, nhưng bên trong thì rất là đẹp. Trần được làm bằng gỗ, trần bằng gỗ. Đây là cung thánh.
của các đàn. Cầu xin Chúa ban muôn ơn lành cho cha xứ, cho ban hành giáo, mọi người trong giáo xứ Thánh Vinh Sơn, cũng như cho tất cả quý ân nhân của Caritas Thanh Hóa, những người đã đồng hành cùng với Caritas Thanh Hóa trong hành trình yêu thương để đem tình thương, tình Chúa, tình người đến cho những người nghèo khổ, những người bất hạnh. Và đặc biệt xin Chúa tuân đổ muôn ơn lành xuống cho quý ân nhân của Hội Cross Catholic Outreach, là tổ chức đã tài trợ hệ thống lọc nước cho giáo dân của giáo xứ Thánh Vinh Sơn. Chúng con cầu xin tất cả những ơn ấy nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. Hành trình yêu thương của Caritas Thanh Hóa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin quý vị hãy bấm vào nút đăng ký bên dưới video này và ấn vào nút chuông bên cạnh để chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!